quay có gì sai sai nha. Hai đứa mày là con của con Lụm mà sao không dám đạp luôn Lụm mà đạp luôn Khế không vậy? Alo? Có. Giờ mày sợ mẹ mày luôn rồi hả? Ăn miếng lại giỡn mèo con, giỡn mệt uống nước miếng chạy là giỡn. Tao nói cái tô nước thay hồi khuya bây giờ mới sáng sớm sạch sẽ, nó giỡn mèo con nhiều cái như nó hao hụt nước, uống nước liên tục rồi cứ phải thay nước hoài luôn. Lụm bữa nay khỏe lắm, từ hôm kia tới bữa nay Lụm giống như là một nữ hoàng, con cho Khế chăm. Hồi đó con còn nhỏ Lụm không dám đưa cho Khế giật, bây giờ mày giật thoải mái đi Khế. Nó biết hai đứa con cứ vô đó hoài, nó vô đó nằm đợi, hai đứa nhỏ mà vui vui vô giỡn với nó. Cái nàng Lụm quạo lắm nha, cái móng vuốt mèo con càng ngày càng nhọn. Gì vậy, muốn vô à? Rồi ok, sáng nay vui vẻ con vui. Ủa con đại ca vô, con vui không vô? Vô thể hiện luôn, con đại ca nó nhát hơn mà có hai đứa mày, hai mày hùa nhau. Vô đây. Trời ơi, con quạo dưới nó kìa, trời ơi. Bộ ba tụi bay mà bước vô là mệt nha. Công tình con Khế làm quen mèo con là thành công cốc nha. Có cái mặt của ảnh kìa. Hiện giờ bầy con Lụm đang thuê cái nhà dưỡng lão nha con. Thuê mà không trả tiền. À có tiền thuê. Đây, những cục vàng là tiền thuê nè. Với một mình con đại ca bước vô, con giòi cũng không được bước vô luôn. Tại vì con đại ca nó ngán Lụm, nó cũng hơi có thiện cảm với mèo con. Còn con giòi thì đúng nó thương mèo con, nhưng mà nó không có ngán bất cứ thằng nào con nào. Con Lụm khèn cái nó bực Lụm liền á. Mà chưa biết con Lụm với mày ai hơn ai. Thôi dẹp đi, mạo mẹo. Không vô thôi. Ý. Nhọn có thể vô. Nhọn béo. Nhọn lên đây nè. Nhanh lên. Mày đó, mày là nhọn đó. Không vô thôi, chán ghê. Tôi kêu một đứa vô quyền đám xuống là làm gì vậy? Bớt bớt nhiều chuyện lại. Nhọn béo cả. Đây. À muốn nhảy lên mà thấy đông quá, nhảy lên sợ. Sợ có biết. Mắc cười lắm, nguyên đám đứng đây đúng không? Một đứa nhảy lên đồ gớt một cái nguyên đám quảng loạn chạy. Loạn xà ngầu hả? Trời ơi, cho cái hộp quà tôi mua. Tôi dành mà cho mấy em nhỏ chơi trò chơi vẽ tranh này nọ mà bãi rồi, tặng quà cho không cho chơi vẽ tranh. Tại mất thời gian quá. Có cái nơ đẹp lắm. Nở lòng nào nó mở cái nơ của hộp quà đi. Nhỏ lên đây con. Vô đây. Tao cảm thấy mất thời gian tụi bay. Cái gì đứng ở đây vậy? Hả? Đứng đây mày canh có nhiều đứa vô mày nó lộn đúng không? Mấy đứa nhỏ chạy vô rồi sao Khế chạy gan chứ vậy? Mày nằm đợi tới nó nãy giờ mà. Hai cách này có cái bàn cứ đứng lên hóng chuyện người ta hoài. Con quỷ nhậu nhiều chuyện ha. Giờ là 8 giờ mấy hay nắng không? Những cái tia nắng nhỏ mèo con nó chạy ra đây là đủ phơi nắng rồi. Thằng này vô duyên chỗ này, người ta đang giỡn sung. Rồi ở ngoài này nó phóng vô như một cơn gió, làm cho mấy con này nó hú hồn. Nhưng mà biết nương nha, phóng mà vừa tới đây cái hù mẹ con không sợ chạy ra. Đâu, cầm lại coi. Nó thấy mèo con giỡn nó khoái lắm. Nhìn mà giống như là coi một bộ phim dài tập. Không chớp mắt. Tự nhiên cái loại nằm sắc gạt tan vậy đó. Để con nào giỡn xong mà ví dụ mà mệt hay là muốn tắm rửa, tắm cho. Hay là muốn đá ỉa gì cũng là cái nhà vệ sinh công cộng luôn. Là. Giỡn bạo lực rồi là. Ừ bà con ơi. Cái mắt của con lúa nó cứ có gàn hoài à. Nhưng mà cái gàn cái dạng mà đục nha. Ủa con này con nào vậy? Không con lúa nè. Nè cái gàn của con lúa nó kỳ lắm. Nó đặc mà nó đục. Thì tôi cứ đi bác sĩ thú y thì đa số cứ hỏi bác sĩ thì người ta sẽ cho cái chai bio. Là làm không? Này nè con mắt của con ấy nè. Thấy không? Đó. Cái gàn đục mà trắng. Người nào có mèo bị mắt này xài cái gì tốt ta? Tại vì tôi thấy bio nó hơi mạnh á. Thì chắc chắn đi hỏi người ta sẽ đưa bio cho mình. Ngoài bio ra còn cái loại gì nó nhẹ hơn. Rồi xúc cái bio vô con mèo nó gắt lắm. Vậy lận. Muốn thấy tôi chồm lại con nó hay là chồm lại Khế nó nhào lên nó coi. Cấp này đổ đồ ăn ra, chưa kịp kêu nó nhào lại đồ ăn, cái nó chan chan nó thọc cái mỏ vô cái hộp. Ăn rất là hổn. Bị chửi hoài không nghe. Đây là ánh mắt của Khế khi mà mèo con lỡ đạp chúng nó. Đạp thêm cái nha. Lấy cái tay nó đè người ta lại y như là mình bắt mèo con vậy. Mà cái tay của mày đâu có cầm nắm được vậy. Mày cầm được gì đi mà hãy làm.
bắt chước người ta mà cơ địa mày có không bắt chước. Nè cũng như mình bắt mèo con mình hay vậy nè, mình hay lật vậy nè, cũng bắt chước le tay nè vậy nè. Trời ơi, chuyên gia tắm rửa vệ sinh hút phân bao nhiêu lận khỏe luôn. À con quỷ này chịu ăn rồi, con quỷ này nghe pate khoái lắm. Ai 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 vừa phải, còn con quỷ này nó sợ pate, nó nghe pate nó khè, con lúa nó ngu, nhìn pate món ngon nó lại khè, con cỏ nhìn thấy ăn liền, mà cách ăn con cỏ nó không có dùng tay nó đạp đồ ăn. Ai 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 trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi, nó không có phải nó cạp người ta mạnh, nó hả cái miệng mình nhìn thấy ghê. Con nãy giờ bị kèm lại, chứ nếu mà con khế nó cắn thì con này sẽ la cái tí mà eo eo giống như mẹ nó. Con này nó cắn này nha, còn con này nó không có cắn. Bây giờ con quỷ này cứ nhào nhào lên hoài, nhưng mà cái cách nó làm khiến cho mình nhìn mình hơi bị hoang mang, sợ như nó giỡn xung quá đó. Nó còn con quỷ lúa chuyên gia ôm con khế, ngầm mẹ nó lại sợ nha, mẹ nó mới cắn thiệt đó, cắn mạnh hơn con khế nhiều lắm. Thì tôi ở đây cứ nghe con lúa nó la, mà cái tiếng la không phải như con khế cắn nãy, tiếng la mà dặn đau đó. Mà con quỷ này giỡn với mẹ lại không la nè. Gia Châu, mà hình như con lúa thích giỡn như thế hơn, còn con cỏ cái dạng cà khịa. Lúa là muốn ôm thầy ông khế, còn cỏ là cái thứ muốn khịa qua khịa lại, chứ không phải muốn ôm. Mẹ nói giờ cho bộ vô khịa đi, khế chửi đích cho nó. Ai nói ông Sơ với hai đứa cháu đâu, mà tính ra anh Khế cũng sướng, làm ông Sơ có tuổi rồi mà vẫn chăm cháu được. Chứ gặp như con người hơn chứ ông Sơ chăm cháu nổi không. Đi cà xui rồi. Có tiếng động lạ nhìn lên vậy đó hả? Ngắm cháu mà giỡn đi. Trời ơi, cái sở thích của nó là nhìn mèo con giỡn. Để bữa nào tao mở cái máy chiếu á, tao quay cảnh hai đứa này giỡn là nữa tao thâu lại cho mày coi. Nữa tụi nó lớn thì mày sao không muốn nhìn nữa, gặp tụi nó mày sợ thôi. Nó lụm, nên mặt mày có lụm kiểu như có năng lượng chặt chè. Tụi đâu phải chủ đích cho con nữa đâu, khế lo hết. Giống gì cũng có khế lo hết trơn. Ăn uống thì cũng nhường cho ăn. Hai khuôn mặt. Cái mắt gàng này á, không phải là bệnh truyền nhiễm đâu. Con quỷ này nó chuyên gia, nó cắn móng tay. Và nó, lúc mà nó nhõn nhẽo, nó cứ lấy tay nó che con mắt hoài, thì cái móng tay nó sẽ đâm vô con mắt. Rồi này, xanh gai này nè. Ai biết nên nhỏ cái gì đó là comment nha. Thì tôi sẽ đi xuống bác sĩ thú y là hỏi ta, chứ không có mang nó đi đâu. Còn con quỷ này thì không hề bị, nó khôn hơn, nó không có dùng tay móc mắt, tại vì nó ít nhõng nhẽo. Còn con này nghe tiếng người nói cái gì lấy cái tay che con mắt che miệng lại, nhõng nhẽo ngựa quá lấy tay móc mắt luôn. Cỏ quýnh lố bài bài. Nhiều khi con quỷ này giỡn với em nó còn mạnh hơn con khế giỡn đó. Thấy nhẹ nhẹ chứ cái móng tay rồi găng rồi chắc dữ lắm. À con này mình lỡ nó có quào mình á, mình kêu ê đau đau nương tay liền. Còn chó cỏ này là không có, không hề biết nương tay là cái gì. Mày sắc phạt người ta dữ lắm. À cỏ nào đó mới nói phó phóng lên ôm liền, hiểu chuyện. À, cái móng nó cứ bóng người ta hoài, kêu ê đau 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 rút cái móng lên liền, nhưng mà nó không biết tự rút móng cho con mắt của nó. Đây nè, cái gàng này nè, ai biết thuốc gì đây là comment nha. Nhỏ mắt mà nhẹ thôi, đừng có mạnh quá, tại vì mèo con mới có hai mấy ngày tuổi, chưa được một tháng đâu.